thật ra là ai đấu với ai cũng được. À, nhưng mà chay thì ok hơn, chay thì ok hơn. Lấy cả đồ quá, đấm cái chết luôn. Samsung Galaxy Z Flip 3 5G. Xin chào tất cả các bạn fan của rap Việt. Mình là JJ và Pháo. Ra thì đối thủ của mình ở vòng này cũng khá là mạnh. Cao, bự, bự, bự. Nói chung là khá là nặng ký. Còn với đối với Jay thì Jay cảm thấy Pháo cũng là một đối thủ khá là nặng. Tại vì anh Pháo cũng chơi rap từ rất là lâu rồi. Còn Jay là mới chào sân thôi. Nên là cũng sẽ có khá là nhiều thứ hay ho để mà vòng thi sắp tới mọi người xem. Không phải em út của team là Otter. Jay 20 tuổi rồi. Nhưng mà Jay là con gái duy nhất trong team. Nhưng mà mọi người trong team coi Jay là đàn ông thì nhiều. Tại Jay to quá. Thật ra vòng 2 này Jay không viết về mẹ mà Jay viết về những con người có cùng nỗi sợ, đó là sự sợ cô đơn. Còn về Pháo thì chắc là Jay sẽ để Pháo chia sẻ cái vòng của Pháo. Về phần của Pháo thì Pháo viết về cái mà mình đã trải qua trong cái mùa dịch Covid vừa rồi. Chưa. Lúc mà anh Vui có hỏi là em muốn đấu với ai thì Pháo có nói là em đấu với ai cũng được, đừng cho em đấu với Becca. Thì anh Vui ok rồi, anh hiểu rồi. Xong rồi cái mình quên nói cái trường hợp này, đừng cho em đấu với bạn nữ nữa. Nếu mà lúc đó mình nói cái trường hợp đó thì chắc không gặp bạn nữ rồi. Nếu mà cho chọn lại được đấu với Jay và Blacka thì vẫn nghĩ là đấu với Blacka cũng là một điều thú vị. Đấu với Jay cũng là một điều thú vị thì thật ra là ai đấu với ai cũng được. Nhưng mà Jay thì ok hơn, Jay thì ok hơn. Blacka đồ quá, đấm cái chết luôn. Theo Pháo thì Jay là một cô gái khá là cá tính. Chung là tuy là vẻ ngoài là một cô gái nhưng mà thật ra bên trong rất là kiểu như là mạnh mẽ. Pháo có thể thấy được điều đó qua cái lúc mà làm việc với Jay thì Jay có bộc lộ cái gọi đó là cái gì ta? Cái gì đó tỏa ra. Cái năng lượng. Còn cái năng lượng, đúng rồi, cái năng lượng của Jay tỏa ra rất là cá tính thì mình có thể cảm nhận được cái điều đó hoặc qua những lần làm việc chung với Jay. Nếu mà mọi người thấy anh Wowy ở màn ảnh ở trên Rap Việt, đó là anh Wowy là một người đem tiếng cười đến cho mọi người. Thì ở ngoài anh Wowy cũng y chang vậy. Anh Wowy cũng sẽ là người mang tiếng cười đến cho tất cả những anh em trong nhóm. Và anh Wowy lúc nào cũng muốn gắn kết mọi người lại để kiểu như là để cho mọi người lúc nào cũng được kết nối với nhau hơn. Nói chung là chặt chẽ với nhau hơn, không để cho bất kỳ có một cái bất kỳ cái xích mích gì xảy ra hết. Đón xem siêu thử thách lúc 20 giờ thứ 6 hàng tuần chỉ có trên siêu ứng dụng giải trí Vion và HTV2 VChannel. Pháo là một người thích được theo đuổi. Nhưng mà Pháo cũng rất là chủ động với một vài trường hợp. Cô bạn gái của Pháo là một người kiểu như là có da có thịt chút xíu. Không cần phải biết rap. Nhưng mà nói chung là xinh vừa, đừng xinh quá, xinh quá ấy. Đi ra đường cái người khác cua mất. Vậy vậy. Chay với Pháo có một cái kỷ niệm, nó vừa vui, nó vừa buồn. Mà nó giống như là làm cho hai đứa để hiểu nhau hơn. Và cái vấn đề đó là một cái khúc mắc nho nhỏ, một cái xích mích nho nhỏ lúc đó hai đứa có về trong cái bài hát sắp tới. Nhưng mà cuối cùng thì hai đứa cũng đã tìm ra được một cái hướng giải pháp tốt nhất, là cũng nhờ được huấn luyện viên Wowy đã giúp đưa ra hướng giải quyết tốt nhất để cho Jay và Pháo có một cái kết quả tốt nhất. Cái kỷ niệm mà mình nhớ nhất ở trong team Wowy đó là thầy Wowy dẫn mọi người đi mua giày mới, mua quần áo mới. Lúc đó anh em được đi chơi với nhau, kiểu như anh em connect với nhau đó. Những cái gì mà ngại ngùng của anh em không còn nữa. Thì cái ngày hôm đó là một ngày rất là vui. Cái đó mình nghĩ là mình sẽ nhớ hoài. Thật ra thì em rap em không có quan trọng vần lắm. Quan trọng cái câu rap nó phải có nghĩa. Nếu mà ép vần quá, ép là mình phải sử dụng vần 3 hay là sử dụng vần đôi hay là như thế nào, thì thành ra nó không còn là cái tự do của nhạc rap nữa. Nhạc rap nó thể hiện cái sự tự do. Và em khi mà viết nhạc thì em dùng cái sự tự do đó. Thật ra cái câu chơi tâm đắc nhất, chơi tâm đắc nhất nó cũng không hẳn là câu đó chơi đọc rap mà là chơi hát.
Nó là nhưng ra cảm xúc mà ta được trao giờ đây là món quà. Câu tâm đắc nhất trong cái bài thi của mình sắp tới là khi gì khi gì nè khi càng lớn thì càng rồi ok nhớ rồi. Câu tâm đắc nhất của mình trong bài thi sắp tới đó là khi càng lớn thì ta càng sợ đối diện với bản thân mình đầu tiên, nhưng cuộc đời lại chuỗi bi kịch vì nó là một quy luật tự nhiên. Mình nghĩ câu đó là mình tâm đắc nhất. Mọi người hãy tiếp tục ủng hộ Rap Việt cũng như là ủng hộ Team Wowy cũng như là Pháo và Jay trên V Channel. Khi càng lớn thì ta càng sợ đối diện với bản thân mình đầu tiên, nhưng cuộc đời là chuỗi bi kịch vì nó là một quy luật tự nhiên. Còn những thứ chẳng thể nhìn thấy, cũng chẳng thể nghe, nhưng hạnh phúc phải tự giành lấy, chẳng phải để quen. Khi càng lớn thì ta càng sợ đối diện với bản thân mình đầu tiên, nhưng cuộc đời là chuỗi bi kịch vì nó là một quy luật tự nhiên. Khoảnh khắc mẹ chiều mang qua nên đôi với con. Bình chọn ngay cho rapper bạn yêu thích của tuần để có cơ hội trúng giải thưởng giá trị đến từ Samsung và các phần quà hấp dẫn. Một giải đặc biệt gồm một điện thoại Samsung Galaxy Z Flip 3 5G, một giải tuần tai nghe Galaxy Buds 2. Năm giải thưởng hàng tuần, mỗi giải gồm 1 triệu đồng quà ví điện tử Zalopay, một áo thun, một phụ kiện đến từ Rap Việt. Hãy bình chọn bằng cách tải ứng dụng Fion, nhấn vào nút bình chọn Rap Việt 2021. Bắt đầu bình chọn thí sinh bạn yêu thích nhất trong tuần và dự đoán số lượng bình chọn giống bạn. Đừng quên đăng ký ngày ví điện tử Zalopay để nhận ưu đãi 1 triệu đồng và bộ gói VIP chỉ với 19.000 đồng. Cổng bình chọn được mở vào 22 giờ 30 phút thứ bảy hàng tuần. Hãy tham gia ngay. Samsung Galaxy Z Flip 3 5G. Samsung Galaxy Z Flip 3 5G.